chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng những tấm bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công để tạo thành một đồ trang trí để co bàn học và bàn làm việc. Thì sau đây mời tất cả bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Và như đầu video mình đã giới thiệu thì mình có sử dụng những tấm bìa cắt tông để chúng ta có thể tạo thành một đồ trang trí cho một đồ trang trí để co bàn học và bàn làm việc. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một tờ giấy, một cái tấm bìa cắt tông hình trái tim to như thế này, và thêm vào đó là một hình trái tim có kích thước nhỏ hơn, và tiếp theo là một tấm bìa hình chữ nhật để chúng ta làm tạo phần đế cho đồ trang trí của mình. Và tấm bìa cắt tông hình chữ nhật này của mình thì sẽ có kích thước là 16cm nhân với 25cm như thế này. Đây là kích thước của chiếc đế đồ trang trí của mình. Bây giờ thì mình sẽ tạo nền cho chiếc đế của mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là một tờ giấy màu trắng. Sau đó thì các bạn sẽ cắt có cùng kích thước với tấm bìa cắt tông như thế này. Sau khi các bạn đã cắt có cùng kích thước với tấm bìa cắt tông rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn tấm bìa cắt tông của mình lên bên trên của tờ giấy. Thì mình sẽ sử dụng keo nến như thế này. Sau khi đã sử dụng được keo nến rồi thì mình sẽ sử dụng keo nến cho keo ở các cạnh của tấm bìa cắt tông. Sau khi mình đã cho xong rồi thì mình sẽ gắn tấm bìa cắt tông, gắn tờ giấy thủ công màu trắng này của mình theo cái đường keo mà mình đã thoa lên. Bước tiếp theo các bạn sẽ sử dụng tạo viền cho tấm bìa cắt tông này. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cái miếng giấy xốp như thế này để chúng ta có thể tạo viền cho tấm bìa cắt tông của mình nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cho keo vào phần viền này của tấm bìa cắt tông. Mình sẽ cho một lớp keo lên. Sau đó thì mình sẽ đặt tờ giấy của mình vào cái cạnh của tấm bìa cắt tông như thế này. Như thế này là mình đã vừa đặt được một cạnh của tấm bìa cắt tông rồi. Tương tự bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt tiếp cạnh còn lại. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho keo ở góc bên cạnh phần đối xứng như thế này. Sau đó thì mình sẽ gắn tờ giấy xốp của mình lên để cho nó được cân bằng với góc của tấm bìa cắt tông. Sau khi mà mình đã đặt được hai cạnh của tấm bìa cắt tông rồi thì tương tự phần cạnh theo chiều rộng như thế này, các bạn cũng sẽ cho keo vào và đặt tờ giấy xốp của mình lên. Và tờ giấy của mình cũng phải bằng với cái cạnh theo chiều rộng này nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho keo vào. Và cố định tiếp phần cạnh còn lại. Và như vậy là mình đã vừa tạo xong được phần đế cho đồ trang trí của mình rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ tạo cái phần hình trái tim lớn nhất. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái hình trái tim như thế này. Có cái chiều dài của hình trái tim là 21cm và chiều rộng của hình trái tim là 22cm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một tờ giấy màu đỏ. Sau đó thì mình sẽ đặt lên tờ giấy bìa cắt tông của mình để chúng ta tạo một lớp nền màu đỏ cho tấm bìa cắt tông của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho một lớp keo lên xung quanh tấm bìa cắt tông hình trái tim này của mình để chúng ta có thể cố định chắc chắn được tờ giấy màu đỏ của mình lên. Sau khi mình đã cho keo vào rồi thì bây giờ mình sẽ đặt phần tờ giấy màu đỏ của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông như thế này. Sau đó thì sẽ miết đều lớp keo. Và như vậy là mình đã vừa cố định xong được tờ giấy màu đỏ của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông rồi. Sau khi mà mình đã cố định được những tờ giấy màu đỏ lên rồi thì bước tiếp theo mình sẽ sử dụng những cái hạt xốp như thế này. Sau đó thì mình sẽ đặt từ từ những cái hạt xốp của mình lên xung quanh tấm bìa cắt tông để tạo viền cho tấm bìa cắt tông bằng những cái hạt xốp như vậy. Và cứ lần lượt như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho những cái lớp keo vào những hạt xốp, sau đó thì sẽ cố định hạt xốp lên bên trên tấm bìa cắt tông. Và như vậy là mình cũng đã gắn được rất là nhiều những hạt xốp lên đường viền của tấm bìa cắt tông rồi. Và cứ tiếp tục như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho những cái lớp keo vào hạt xốp và lần lượt cố định những cái hạt xốp của mình lên. Và như vậy là mình cũng đã vừa cố định được tất cả những cái hạt xốp lên xung quanh phần viền của tấm bìa cắt tông rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng tiếp một tấm bìa cắt tông hình trái tim và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bọc những cái tờ giấy thủ công lên.
Và bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại với tấm bìa cắt tông hình trái tim này của mình. Mình sẽ cho một lớp keo lên xung quanh tấm bìa cắt tông như thế này, và mình sẽ bọc một cái lớp tờ giấy màu thủ công của mình lên. Và bây giờ thì mình sẽ đặt phần tờ giấy mà mình đã cắt có cùng kích thước với hình trái tim bìa cắt tông. Bây giờ thì mình sẽ gắn nó lên bên trên như thế này. Sau khi mà mình đã cho những cái lớp keo lên phần bìa cắt tông và gắn cố định tờ giấy màu thủ công của mình lên rồi, thì mình sẽ miết để cho tấm bìa cắt tông của mình và tờ giấy thủ công được gắn chắc chắn hơn. Sau khi mà mình đã cố định được tấm bìa cắt tông và tờ giấy màu thủ công lên rồi, thì tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một sợi len, những cái sợi len để chúng ta có thể trang trí lên tấm bìa cắt tông này. Các bạn sẽ đặt hai sợi len này lại với nhau, sau đó thì sẽ gập đôi phần sợi len của mình lại như thế này. Sau khi mà đã gập đôi xong rồi thì các bạn sẽ cắt phần đôi ở giữa này đi, tiếp tục gập đôi lại một lần nữa và sẽ tiếp tục dùng kéo và cắt cái phần mà các bạn đã gập đôi đi nhá. Tương tự mình sẽ gập cho đến nó nhỏ cái phần sợi len của mình lại. Như vậy là phần sợi len của mình đã được mình cố định nhỏ lại rồi. Tiếp theo thì mình sẽ gập đôi lại và cắt những cái phần nhỏ lên phần sợi len của mình như thế này. Mình sẽ cắt những cái sợi len của mình cho nó nhỏ đi thành những cái vụn len để chúng ta trang trí lên hình trái tim của mình nhá. Và như vậy là mình đã vừa cố định được những cái, cắt được những cái vụn len lên như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí những cái vụn len này lên bên trên hình trái tim mà mình đã vừa gắn. Thì bây giờ mình sẽ cho những cái lớp keo nến lên bên trên như thế này. Sau đó thì đặt những phần vụn len lên. Mình sẽ đặt những chiếc vụn len của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông và từ từ cho keo đến đâu thì mình sẽ đặt những cái vụn len của mình đến đấy, để cho vụn len của mình nó được cố định chắc chắn vào phần bìa cắt tông của mình nhá. Và cũng như là nó sẽ không bị lem ra bên ngoài. Thì các bạn vừa gắn những sợi len như thế, vừa gắn những chiếc vụn len như thế này, vừa dùng tay và để làm sao cho những phần sợi len của mình sẽ không bị xấu. Và như vậy là mình đã gắn được một nửa hình trái tim rồi. Tương tự bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục cho những cái lớp keo nến của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông và đặt những cái sợi len của mình lên bên trên như vậy. Ở đây thì mình cũng đã cắt rất là nhiều những sợi len như vậy rồi, thì cứ lần lượt mình sẽ tiếp tục đặt những sợi len của mình lên bên trên của tấm bìa cắt tông như thế này. Và mình sẽ điều chỉnh hai bên của tấm bìa cắt tông để làm sao cho phần len của mình được gắn lên được gọn gàng nhá. Và như vậy là những phần vụn len đã được mình cố định lên bên trên của tấm bìa cắt tông rồi, rất là đẹp như thế này. Và bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí những hình ngôi sao lên bên trên của tấm bìa cắt tông này. Mình đặt những cái tấm bìa, những cái hình ngôi sao mà mình đã gấp từ trước, từ những tờ giấy gấp sao của mình, để mình trang trí lên bên trên của tấm bìa cắt tông như thế này. Và mỗi phần như vậy thì mình sẽ đặt cách những cái tấm, những cái hình ngôi sao và đan xen vào những hình ngôi sao đấy là mình sẽ đặt những hạt xốp màu sắc của mình lên, và mình sẽ đặt màu cam của mình vào chính giữa như thế này để làm nổi bật thêm cho đồ trang trí của mình. Cứ tương tự như vậy thì ở đây mình cũng chuẩn bị rất là nhiều những hình ngôi sao với những màu sắc khác nhau để mình trang trí. Thì cứ đan xen như vậy, các bạn sẽ đặt một hình ngôi sao, sau đó thì sẽ đặt một hình hạt xốp như thế này. Và bây giờ là mình sẽ đặt đến những hình ngôi sao màu xanh để mình trang trí lên. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lần lượt đặt tiếp những hạt xốp như vậy lên nhé. Và như vậy là mình đã đặt được, sắp hoàn thành xong được những hình ngôi sao lên bên trên của tấm bìa cắt tông rồi. Và đây là những hình ngôi sao cuối cùng mình đặt lên bên trên, và đan xen vào hình ngôi sao đấy là mình sẽ đặt những hạt xốp màu cam để tạo điểm nhấn cho những hình ngôi sao, cũng như là tạo điểm nhấn cho hình trái tim của mình được đẹp hơn nhá. Và mình đã lựa chọn những hình tròn của hạt xốp có kích thước bằng nhau để chúng ta có thể đặt lên bên trên như thế này, để làm sao cho phần hình trái tim của mình được đẹp nhất. Và như vậy là những hạt xốp và những hình trái tim và những hình ngôi sao đã được mình cố định lên bên trên của tấm bìa cắt tông rồi. Sau khi mà mình đã làm ra được một hình trái tim như thế này rồi, thì bước tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thiếp một những cái tờ giấy cứng như thế này. Những cái tờ giấy cứng có kích thước là, bây giờ thì mình sẽ ghi kích thước lên bên trên của cái tấm bìa này. Có kích thước là 10 x 11cm nha các bạn. 10 x 11cm. Bây giờ thì các bạn phải chia phần tờ cái que này, cái tờ bìa cắt tông này của mình ra làm 4 phần bằng nhau. Sau đó thì tạo thành một chiếc hộp hình
chữ nhật, hình chữ nhật như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dùng keo để cố định phần hộp chữ nhật này lại. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho một lớp keo lên bên trên của phần hộp màu hộp này của mình nhá. Sau khi đã cho được một lớp keo lên rồi thì các bạn sẽ đặt phần keo và phần hộp của mình lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một chiếc hộp hình chữ nhật từ bìa cứng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc giấy, một cái tờ giấy xốp để chúng ta bọc xung quanh phần bìa cứng này của mình. Và đây là tờ giấy xốp của mình, thì tờ giấy xốp của mình nó sẽ cũng có cùng kích thước với tấm bìa cứng này. Bây giờ thì các bạn sẽ cho một lớp keo lên bên trên tấm bìa cứng này trước nhé. Mình sẽ cho một lớp keo lên. Sau khi mà mình đã cho keo rồi thì mình sẽ đặt tờ giấy bìa cứng của mình, tờ giấy xốp của mình cân bằng với phần tấm bìa cứng. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho keo ở mặt tiếp theo và cố định phần tờ giấy xốp của mình lên theo cái phần bìa cứng đấy. Và cứ tương tự như vậy thì bốn góc của tấm bìa cắt tông thì mình cũng sẽ cho keo và lần lượt cố định các cạnh của tờ giấy xốp lên như thế này, để tạo cho phần hộp của mình một. Và các bạn sẽ cố định ở phần bên cạnh để chúng ta có thể gắn cố định được tờ giấy xốp này lại. Và như vậy là mình đã vừa cố định xong được tờ giấy xốp của mình lên phần hộp rồi. Và mình sẽ gắn hộp này của mình vào bên trên của tấm bìa cắt tông đế của mình. Quay trở lại với tấm bìa cắt tông này, thì bây giờ các bạn sẽ cố định những tấm bìa mà mình đã hướng dẫn các bạn lên. Thì đây là tấm bìa cắt tông màu đỏ mình đã chuẩn bị rồi, thì mình sẽ đặt tấm bìa cắt tông màu đỏ của mình đặt lên bên trên như thế này để chúng ta tạo cho cái phần bìa của mình được đẹp hơn nhá. Thì các bạn sẽ cho keo vào phần bên cạnh của tấm bìa cắt tông bên màu to nhất của mình, màu đỏ như thế này, để chúng ta có thể đặt được tấm bìa cắt tông này vào phần khung như thế này nhá. Mình sẽ đặt phần khung của mình cố định chắc chắn được tấm bìa cắt tông của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông hình chữ nhật. Và mình sẽ giữ một lát để cho tấm bìa cắt tông của mình được cố định chắc chắn hơn. Tiếp theo, sau khi mà mình đã cố định được tấm bìa cắt tông như vậy rồi, thì các bạn sẽ cố định phần hộp chữ nhật của mình lên. Mình sẽ cho keo vào bốn cạnh này của phần hình hộp chữ nhật nhá. Sau khi mà mình đã cho keo vào bốn cạnh của hình hộp chữ nhật rồi, thì mình sẽ đặt phần hình hộp chữ nhật của mình lên tấm bìa cắt tông như thế này. Và như vậy là mình đã cố định chắc chắn được phần hộp chữ nhật rồi. Sau khi đã cố định được hai đồ trang trí lên tấm bìa cắt tông, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trang trí lên phần hộp chữ nhật của mình. Tiếp theo, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh như thế này. Và kích thước của tờ giấy màu xanh là 2 x 4 cm, để chúng ta có thể tạo ra được một chiếc lá trang trí lên hình hộp chữ nhật. Bây giờ thì mình sẽ gập đôi lại. Mình sẽ gập đôi lại như thế này. Sau khi mà mình đã gập đôi xong thì mình sẽ cắt hình chiếc lá từ những cái phần tờ giấy như vậy. Bây giờ thì mình sẽ mở phần chiếc lá của mình ra. Chúng ta sẽ tạo ra được hai chiếc lá như thế này. Và mình sẽ làm cong. Mình sẽ dùng chiếc kéo và làm cong phần chiếc lá của mình. Và như vậy là chiếc lá của mình đã được hoàn thành xong. Ở đây thì mình cũng chuẩn bị rất nhiều những chiếc lá như vậy. Lần lượt mình sẽ gắn những chiếc lá của mình lên bên trên của hình hộp chữ nhật. Và mình sẽ đặt những chiếc lá của mình lên như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ đặt những chiếc lá, bộ cho keo vào mặt đằng trước của những chiếc lá như vậy. Và lần lượt cố định xung quanh hình hộp chữ nhật của mình. Và cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ gắn tiếp những chiếc lá ở phần mặt bên hông của hình hộp. Ở đây thì mình sẽ từ từ cho keo và cố định lần lượt lên. Mình cũng đã chuẩn bị rất nhiều những chiếc lá có kích thước như vậy để trang trí lên bên trên của phần hình hộp chữ nhật rồi. Và mặt đằng sau thì mình cũng sẽ sử dụng những chiếc lá như vậy để gắn nhé. Chúng ta sẽ gắn theo vòng của hình hộp chữ nhật. Và đây là chiếc lá ở vòng thứ nhất của mình, chiếc lá cuối cùng ở vòng thứ nhất như thế này. Sau khi mà mình đã gắn được lượt thứ nhất rồi, cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ tiếp tục cho keo và đặt những chiếc lá tiếp theo của mình
lên bên trên như thế này. Và như thế này là mình đã cố định được những chiếc lá của mình lên bên trên như thế này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng những bông hoa của mình để hướng dẫn các bạn làm những bông hoa để chúng ta gắn lên bên trên của những chiếc lá. Để làm được những bông hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một hình tròn có kích thước là 7cm như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ dùng kéo và cắt những cái đường vòng cho chiếc lá của mình. Thì ở đây mình sẽ sử dụng những cái sử dụng kéo, sau đó thì sẽ cắt những cái đường vòng như thế này lên bên trên chiếc lá của mình. Và cứ tiếp tục như vậy là mình đã vừa cắt xong được những đường vòng lên bên trên chiếc lá của mình rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ cắt những cái hình lượn sóng cho chiếc lá của mình, cho phần bông hoa của mình nhé. Và mình sẽ lần lượt cắt những cái hình lượn sóng như thế này cho bông hoa của mình. Và cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ cắt những cái hình lượn sóng cho đến hết vòng tròn của mình. Và như vậy là mình đã vừa cắt xong được những cái hình lượn sóng cho bông hoa của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay và quấn để tạo thành một bông hoa hồng nhỏ chúng ta có thể gắn được lên bên trên của hình hộp chữ nhật. Và cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ quấn phần bông hoa của mình lên hình lượn sóng như vậy. Và mình sẽ quấn cho đến hết tờ giấy của mình. Như vậy là mình đã vừa quấn xong được bông hoa. Và bây giờ thì các bạn sẽ cho một lớp keo lên và cố định phần bông hoa của mình lại. Như vậy là mình đã tạo ra được một bông hoa hồng rồi. Lần lượt như vậy mình sẽ gắn những bông hoa hồng của mình lên bên trên của tấm bìa cắt tông. Thì ở đây các bạn sẽ cho keo và đặt những bông hoa của mình lên như vậy. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ tiếp tục đặt tiếp những bông hoa như vậy lên bên trên như vậy. Lên bên trên của phần khung hình. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những bông hoa có kích thước và cách làm tương tự. Và mình sẽ đặt như thế này để cho các bạn được nhìn rõ cái những bông hoa mà mình đã chuẩn bị lên bên trên của phần khung hình hơn nhé. Thì mình còn đặt cả những bên cạnh như thế này nữa để cho phần bông hoa của mình sẽ được trang trí xung quanh hình hộp chữ nhật và làm cho phần thân cây của mình được nổi bật hơn. Và cứ tương tự như vậy thì ở đây mình cũng đã đặt được khá là nhiều những bông hoa lên rồi. Và như vậy là những bông hoa đã được mình cố định lên bên trên của phần bìa rồi. Thì mình sẽ để phần khung của mình được đứng lên như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt được phần hình trái tim mà có lớp những cái vụn len lên bên trên của phần khung hình như thế này nhá. Thì đây bây giờ thì mình sẽ cho keo vào xung quanh phần đế này của hình trái tim và mình sẽ cho một lớp keo thật là dày. Sau khi mình đã cho keo xong thì mình có thể đặt cố định được phần bìa cắt tông hình trái tim này của mình lên bên trên của hình hộp và mình sẽ giữ một lát để cho phần keo của mình được khô hơn. Và như vậy là phần hình trái tim len của mình đã được mình cố định chắc chắn lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đợi cho keo khô hơn một lát để sau đó thì mình sẽ đặt hình dọc xuống cho các bạn được nhìn rõ hơn nhé. Bước tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trang trí xuống phần đế của bông những đồ trang trí của mình. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu kem, một cái hình trái tim nhỏ có kích thước từ tờ giấy cứng như thế này. Và tiếp tục mình sẽ cắt những chiếc vụn len từ những sợi len màu hồng để chúng ta tạo ra được những cái vụn len trang trí lên hình trái tim của mình. Và cứ tương tự như vậy, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đặt tiếp những cái vụn len của mình lên bên trên như vậy cho đến kín phần bìa cứng của mình nhá. Mình sẽ cắt nhỏ phần vụn len của mình ra như thế này hơn. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cố định những phần vụn len này của mình lên bên trên phần hình trái tim. Bây giờ thì mình có thể cố định được sau khi đã cắt được những chiếc vụn len rồi thì mình sẽ bôi một lớp keo dày lên bên trên như vậy và cố định những phần vụn len màu hồng của mình lên phần keo mà các bạn đã bôi và sẽ cố định thật là đều những cái phần sợi len như vậy, những cái vụn len để chúng ta có thể trang trí được lên phần bìa cắt tông của mình. Ở đây thì đang còn thiếu một nửa
thì mình cũng sẽ cho keo và đặt những cái phần vụn len mà các bạn đã cắt lên bên trên như vậy. Và mình sẽ cố định thật là chắc chắn phần vụn len này. Và cứ tương tự như vậy, bây giờ thì mình sẽ cố định thật là chắc chắn phần vụn len lại một lần nữa và cắt để cho phần vụn len của mình nó được đều và đẹp hơn. Và như vậy là hình trái tim từ những cái vụn len của mình đã được mình cố định xong. Ở đây thì mình cũng chuẩn bị rất nhiều những chiếc vụn len như vậy. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt đặt những phần hình trái tim nhỏ này lên bên trên phần khung hình. Mình sẽ cho keo vào phần hình trái tim nhỏ và lần lượt đặt những hình trái tim nhỏ của mình lên bên trên của tấm bìa cắt tông như vậy. Và mình sẽ giữ để cho phần hình trái tim của mình được cố định lên bên trên của tấm bìa cắt tông. Mình sẽ giữ để cho tấm bìa cắt cái phần hình trái tim của mình được đứng thẳng như thế này. Tương tự thì tất cả những cái phần hình trái tim tiếp theo để cố định được, các bạn sẽ cắt đi một chút cái phần bên dưới để chúng ta tạo ra được một cái điểm bằng cho hình trái tim. Và lần lượt cố định những cái hình trái tim này của mình lên bên trên của tấm bìa cắt tông. Và các bạn lưu ý là chúng ta cần phải giữ thì tấm bìa cắt tông cũng cái tấm bìa cứng này của mình nó mới cố định được lên tấm bìa cắt tông và nó sẽ không bị ngã nha các bạn. Cứ tương tự như vậy thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những hình trái tim nhỏ để chúng ta gắn lên. Thì bây giờ cứ lần lượt như vậy thì mình sẽ đặt những hình trái tim nhỏ của mình lên bên trên như vậy và giữ để cho tấm bìa cắt tông của mình, tấm hình trái tim nhỏ của mình không bị ngã nha các bạn, không bị đổ xuống. Thì bây giờ mình sẽ giữ để cho phần hình trái tim của mình nó được khô chắc chắn hơn. Và cứ tiếp tục như vậy, các bạn sẽ trang trí tiếp những hình trái tim của mình lên tấm bìa cắt tông bên dưới. Và như vậy là những hình trái tim của mình đã được mình cố định lên bên trên của phần bìa cứng, bìa cắt tông như thế này. Thì đây là tác phẩm cho để decor bàn học, bàn làm việc của mình từ những tờ giấy thủ công và những tấm bìa cứng như thế này. Và thêm vào đó là những tấm bìa cắt tông để chúng ta có thể tạo ra được những cái hình trái tim thật là đẹp. Thì tác phẩm đế bàn, decor bàn học và bàn làm việc của mình đã được hoàn thành. Mình đã sử dụng thêm vào đó là những sợi len và những hạt xốp để trang trí cho phần khung hình của mình được đẹp mắt hơn. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào yêu thích video của mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Và đây là một tác phẩm decor bàn học và bàn làm việc. Các bạn cũng có thể tự tay làm và để trang trí lên bàn học và bàn làm việc của mình được đẹp hơn.